Hôm nay ngày 12 tháng 3, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cùng các thành viên đã kiểm tra công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn. Qua kiểm tra cho thấy, sau hơn 2 tuần thực hiện đợt cao điểm chấn chỉnh chống khai thác IUU, tăng cường quản lý đội tàu và theo dõi kiểm tra kiểm soát hoạt động tàu cá, hiện nay các địa phương đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành đăng ký cho tàu cá dưới 12 mét do cấp huyện quản lý. Các tàu cá còn thiếu thủ tục hồ sơ được các cấp các ngành và đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung theo quy định. Tại các cảng cá chỉ định, đều có cán bộ trực theo dõi tàu cập và xuất cảng, nhắc nhở ngư dân hoạt động đúng vùng. Việc tuyên truyền chống khai thác IUU được thực hiện đồng bộ trực tiếp tại tàu, tại nhà dân. Tỷ lệ tàu cá vi phạm giảm đáng kể. Tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn một số tồn tại như tàu cá mất kết nối giám sát hành trình ngoài khơi, hoạt động sai vùng khai thác, chất lượng nhật ký tàu cá chưa cao, giám sát sản lượng bốc rỡ qua cảng chỉ định còn ít. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cửa lạch, khu vực bãi ngang, bến cá, các hoạt động khai thác thủy sản trên biển, kiên quyết không cho các tàu cá ra khơi khai thác khi chưa đủ thủ tục giấy tờ, kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm tàu cá vượt ranh giới trên biển. Các trường hợp tàu cá cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình, nắm chắc diễn biến tàu cá tại địa phương, sớm khắc phục những tồn tại, đồng hành cùng cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản.